Độc lạ Nhật Bản, 7749 cách trả thù thông qua đường tiêu hóa của các cô vợ khiến nhiều đức ông chồng méo mặt. Ôi trời ơi! Người ta thường nói, cuộc sống mơ ước là khi được ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Ý chỉ sự đảm đang, chiều chồng hết mực của phụ nữ Nhật Bản. Và chắc hẳn chúng ta cũng đã quá quen thuộc với những chiếc hộp bento đẹp mắt mà người vợ Nhật chuẩn bị cho chồng rồi, đúng không nào? Hộp cơm này có tên Aisai Bento, hay còn được gọi là hộp cơm tình yêu, chứa đựng nhiều tình cảm của vợ dành cho chồng. Nhưng bạn đã bao giờ nghe đến hộp cơm trả thù của phụ nữ Nhật Bản chưa? Tại xứ sở hoa anh đào, người phụ nữ thường đảm nhận vai trò nội trợ, nên cảm xúc của họ dành cho chồng khi yêu thương hay lúc giận dỗi đều được thể hiện qua hộp cơm. Hộp cơm trả thù còn được gọi là Shikaeshi Bento. Những hộp cơm này thường được gói bên ngoài rất đẹp mắt, nhưng bên trong lại không có các món ăn ngon, mà hộp cơm thường được chuẩn bị rất sơ sài, xấu xí. Thậm chí đôi khi người vợ còn cố tình nấu hỏng hoặc đính kèm thêm những lời trách mắng, để đến khi ăn, các ông chồng mở ra sẽ bị xấu hổ với đồng nghiệp xung quanh. Vợ Nhật thì cũng thích đây, mà trả thù kiểu nuốt không trôi thế này, nghe cũng thâm sâu phết chứ đùa. Hội chị em thì bảo rằng, ấy là còn nhẹ nhàng, may mà các chị vợ không cho nhịn cơm luôn đấy chứ. Ôi trời ơi! Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ cùng 8 TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày, bạn nhé!